yêu, rất là yêu. Ba mẹ em ngăn cản một lần nữa thì sao? Ba mẹ em chắc không ngăn cản nữa rồi. Năm ngoái thì chưa có người dẫn về cho nên là không được về nữa rồi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Wow, ha, dễ thương quá. Em chào anh Quỳnh Linh, chào tất cả mọi người trong trường quay hôm nay. Làm gì rung vậy bạn? Ngồi đi, ngồi đi, ngồi cho đỡ rung. Giờ là hít hơi đằng sau vô. Rồi, giới thiệu về mình đi bạn. Đúng rồi, giới thiệu đi. Em tên là Nguyễn Thọ Hiến, em tự kinh doanh nhà, em đang kinh doanh nội thất văn phòng ạ. Thọ Hiến hả? Dạ. Tên? Thọ, trong sửa ông Thọ. À, Hiến là anh con chủ Hiến cơ. Quê ở đâu? Em quê ở Thanh Hóa. Bao nhiêu tuổi em? Em năm nay 29 đúng ạ. Rồi bạn gái hãy giới thiệu tên tuổi của mình. Ủa sao đi. Sao tự nhiên nghe bên đó ở Thanh Hóa mà em thản thốt vậy? Tại vì em cũng ở Thanh Hóa ạ. Rồi em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên Vân Hoa Lê, tên đầy đủ là Lê Thị Vân. Em năm nay 28 tuổi ạ. Em làm kế toán ạ. Rồi bên đây bạn Thọ Hiến, bạn nói cụ thể về công việc của bạn cho mọi người hiểu ha. Em giống như kinh doanh thương mại ạ, thường là bán các bàn ghế văn phòng này. Các thiết bị văn phòng như là máy in, tất cả phục vụ cho văn phòng đó. Tức là bạn làm chủ hay là bạn làm cho công ty đó? À, em mới chuyển ra làm chủ được 2 năm thôi. Làm chủ được 2 năm rồi, dạ. Chúc mừng bạn nha. Mình sẽ tìm người yêu như thế nào? Làm người cho gia đình là được. Trong người anh nhìn được thôi, em cũng không cần chú trọng đến là xinh gái lắm. Tốt là được. Đó, yêu cầu quá đơn giản, bạn nữ thấy sao? Dạ, nếu mà là một người phụ nữ của gia đình thì em nghĩ là em đủ ạ. Đủ điều kiện ạ. Nhưng mà không biết là bạn nam có yêu cầu gì hơn nữa không ạ? Có, yêu cầu hơn gì không? Mình không cần gì nhiều, chỉ cần quan tâm gia đình và có thể là ủng hộ mình trong tất cứ mọi việc mình làm trong kinh doanh được. Rồi bạn không thích gì ở bạn nữ, nói luôn cho bạn nữ biết. Em không biết, không thích là người lời biếng thôi em. Rất là đơn giản. Bạn nữ mình vô đây lâu chưa? Dạ em vào đây được 5 năm rồi ạ. 5 năm rồi. Dạ. Nhưng mà đi làm thì được 3 năm rồi, còn 2 năm thì ở nhà phụ chị chăm cháu. Thế tại sao mình cái thứ nhất là môi trường làm việc của em. Khi em vào công ty thì là em là người nhỏ nhất. Toàn là các anh chị 7X không ạ? Có gia đình hết rồi. Cũng có thể là do tính cách của em một phần. Em ít khi đi chơi bạn bè lắm. Thường thì thời gian rảnh thì em hay ở nhà. Ở nhà làm gì mà không đi ra ngoài chơi? Nghe nhạc, nghe radio rồi ghé chị chơi, chơi với cháu, chơi với nhiều con nít cho nên là thành ra lớn tuổi nhưng mà tính con nít quá. Các bạn nam không thích chăng? Điểm mạnh của mình và điểm yếu của mình là gì? Em nghĩ em là người của gia đình nhưng mà hay nóng tính, nói to, thẳng thắn. Có sao em nói vậy ạ? Cái đó tốt thế, đâu có cái đó đâu có gì đâu là nhược điểm đâu em. Bạn trai có thích những người tính con nít không? Em không thích con nít thì em mới ghét. Em chỉ thích là tử tế một xíu, đừng bao giờ nhõng nhẽo một xíu, khó rất là khó chịu. Trời, tao có người yêu tao phải nhõng nhẽo chứ, nó dễ thương chứ sao mà không chịu. Nhưng mà bạn trai có muốn thích lấy người cùng quê với mình không? Bố mẹ em ở quê còn mình em thôi, bố mẹ em dục lắm rồi. Nếu được trong năm nay cưới luôn chị. Lấy nhau mình vẫn tiếp tục lập nghiệp trong thành phố hay là mình về quê? Chắc chắn ở trong đây rồi chị. Bạn nữ sao, bạn muốn một cái mẫu người đàn ông như thế nào? Người đấy biết lo cho gia đình, tâm lý một chút. Cái lý do gì mà những cái mối tình của em phải chia tay? Mối tình đầu của em thì do vị trí địa lý. Tình thứ hai thì ba mẹ em ngăn cản. Tại sao? Thì ba mẹ em không thích cô đấy thôi. Thứ ba? Thứ ba thì nghe gia đình cô ấy ngăn cản. Anh hỏi em, thí dụ bây giờ em gặp cô này, cô gái bên đây, em yêu, rất là yêu, hợp về tất cả mọi thứ, cô gái ấy cũng yêu em, chuẩn bị tới hôn nhân. Ba mẹ em ngăn cản một lần nữa thì sao? Ba mẹ em chắc không ngăn cản nữa rồi. Tại sao? Lấy ai cũng được. Sao vậy? Ủa sao kỳ vậy? Tại vì bố mẹ em bảo bây giờ ngăn cản em rồi, vì bây giờ em không lấy, cách đây 5 năm rồi. Bây giờ không cho lấy thì già mất đâu. Bà nữ thì sao? Gia đình mình đã hối thúc gì chưa? Ba mẹ em thì suốt ngày cứ gọi điện vào là có gì mới không con? Năm ngoái thì chưa có người dẫn về cho nên là không được về nữa rồi. Thì năm nay là phải có người dẫn về mới được về quê. Đúng rồi, đúng rồi. Chắn rồi, cái này ráng dẫn bên về. Bên kia nếu như mà được thì khi nào mình mới kết hôn được bạn? Từ giờ tới Tết chị. Vậy là được rồi đó. Được, em đồng ý. Chưa có thấy mặt mũi người ta gì hết mà đồng ý gì trời. Bây giờ hỏi ngoại hình nè, tôi qua coi được không, tôi cho về quê chung luôn nè. Mét 6 trở lên được rồi chị, dễ nhìn một chút. Không có cái gì không thích hết. Nhộn nhẹt thì vừa thôi, tức là ví dụ như về công việc thì vẫn có thể. Tại vì nhà em thì có ba chị em gái. Thế cho nên em muốn người chồng của em cũng quan tâm đến gia đình nhà vợ một chút. Nói chung là hai người này đều muốn quan tâm gia đình hết. Dạ. Được. Coi cái anh này coi. Em chào chị Cát Tường. Thế mình đã có muốn Tết này đó. Trời cái gì vậy? Vậy mà sao không nói không thích chơi với con nít?
Thế mình không thích nít nhưng mà mình muốn có muốn sanh con không? À, có chị. Bao nhiêu đứa? Em hay trêu với bố chị em là 5 đứa nhưng thôi em chỉ 2 đứa. Thôi 2 đứa thôi. 2 đứa hả? Mình có đặt ra cái tiêu chuẩn gì mình không thích ở một cái người bạn gái của mình không? Bạn gái đừng có ăn chơi hay là lè lẹt quá được. Cái cách sống hay là cái cách ăn mặc cũng thế thôi. Về ngoại hình? Em biển cao 1m6 được. Đơn giản vậy thôi. Dạ, đơn giản vậy thôi. Vậy ha, cũng được. Đẹp trai, cũng hơi thiếu ăn một tí. Hơi thiếu ăn một tí hả chị? Thôi thôi, thôi em nuôi, em nuôi, cái đó được. Vậy nó chắc chắn chứ. Dạ, em chào anh ạ. Chào em. Dạ. Có hai cái đồng điếu dễ thương quá ha. Giống như chị Cát Tường kìa. Ờ, không, chị Cát Tường đẹp hơn. Chị đẹp hơn, chị sắc sảo hơn. Dạ. Nhưng mà em trẻ hơn. Bạn nơi hiền bây giờ rung lắm. Em cũng rung lắm. Em tưởng tượng bạn bên đây thế nào? Chị Cát Tường nói nhìn cũng được, đẹp trai thì em nghĩ là chắc ngoại hình cũng tương đối. Nghe giọng thì cũng hiền hiền. Bên đây vậy là ổn luôn rồi. Hôm nay mình đi có ai người nhà đi theo ủng hộ mình không? Bạn thân của em đi cùng ạ. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh ạ. Theo nhìn nhận của em thì anh rất là hiền. Có vẻ hơi ít nói. Như em nhìn thấy thì hợp với bạn em, bởi vì bạn em cũng khá là hiền và đặc biệt em thấy bạn em khá là đảm đang trong công việc của gia đình. Bạn của em nói là tánh giống con nít mà anh bên kia thì lại không có thích tánh giống con nít. Trước đây bạn em có một thời gian thì phải trông cháu, cho nên là có thể là bị ảnh hưởng, nhưng mà thực ra bạn em khá là chín chắn. Anh nói với em nghe, con nít không cần biết đích là gì. Dù bạn bên kia thích con nít, yêu con nít, em không thích, nhưng bảo đảm em nhìn thôi, em qua em thấy cái hả, em thích liền. Em muốn nhìn lắm rồi. Muốn nhìn lắm rồi phải không? Kéo màn lên cho hai bạn nhìn nhau nào. Quay qua kia, quay bên đây chị. Dạ, em chào anh ạ. Em cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà bạn anh ạ. Thấy này dạ, em gửi. Cảm ơn bạn. Từ phải đâu. Tôi chỉ hỏi cái này là em đâu. Tự làm á hả? Dạ, cái em làm trong hơn tiếng trong đêm qua. Hơn tiếng, nó biết ngay này, tự làm mà. Dạ, lúc nãy anh nói là anh ở Thanh Hóa, không biết là anh ở huyện nào? À, anh ở Thiệu Hóa. Trời ơi, bà con nha. Gì vậy? Anh ở xã nào? À, xã Thiệu Biên. Bà má tên gì? Hỏi người có bà con không? Hỏi nó. Bà con thôi, tôi dừng luôn rồi nha. Em học có ba trường gì? Ở Dương Nghệ. À, Dương Đình Nghệ. Xít, không, gần trùng. Kênh trùng hả? Khoan, phải để hỏi ba má rồi mới biết. Họ hỏi kỹ nha, coi chứ không nguy hiểm lắm. Thật mà. Thấy có gì quen quen không? Em nhìn hơi. Có gặp em dỗ, em cưới gì, dỗ nào không? Hỏi có biết bác Tư, bác Năm, bác Sáu gì không nha? Anh đã lên thiệu toán lần này chưa? Lên nhiều rồi. Thiệu toán đi thẳng. Anh có bạn trên thiệu toán nhiều không? Có một hai đứa học phổ thông trên đấy thôi. À, không vậy thôi, đừng có nói chuyện đi. Mày quá. Mày quá, gặp người cùng quê. Ba mẹ thì rất thích người cùng quê. Anh thấy em thế nào ạ? Nhìn tươi tươi. Nhìn có hai cái má đồng tiền giống chị Cát Tường ạ. Đẹp hơn hay xấu hơn? À, còn trẻ thì chắc là đẹp hơn rồi. Ồ, chết rồi. Vậy hai người có tật xấu gì khai nhau hết đi. Nói là mai anh không bấm nút hay sao? Cứ khai thật cho nhau nghe, đây là những giây phút hết sức là thật. Thôi anh nói trước đi. Tật xấu của anh thường là rất là ham đá banh ấy. Nhiều khi có thể bỏ cả hẹn đi đá banh. À, đi đá banh, ham đá banh đúng không ạ? Đúng rồi. Có, anh có nhậu được không? Chắc là 5-7 chai. Có hút thuốc không? Nghe không. Để coi em tật xấu gì khai luôn đi. Nói to, có vẻ ra chửi hay bắt nạt. Nó mắc nạt nổi ảnh không? Nghĩ rồi được. Em cảm nhận về ảnh thế nào? Em thì muốn một người chững chạc hơn em. Nếu mà hơn tuổi em như vậy thì cũng là ổn định rồi. Nhưng về giáo dục sao? Thôi, bây giờ chúng ta bấm nút thôi. Mình sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. 3 2 Suy nghĩ cho kỹ nha các bạn. 1 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn nha. Nào nắm tay, cảm nhận những giây phút đầu tiên gặp gỡ nhau. Sao? Thấy người lạnh lạnh. Em chỉ thấy mềm rồi. Mềm lắm hả? Dạ. Nào, hãy đi xem phim và tìm hiểu về nhau kỹ hơn nữa các bạn nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và hai người nắm tay xem phim nữa các bạn.
Nếu bị, nếu mà bị lừa thiệt quá thì chịu. Mà nghĩ bạn là ai mà người ta bỏ thuốc mê bạn vậy? Dạ em chưa yêu, chỉ thích thôi. Mình... em thích Đơn Phương thôi chứ em chưa yêu bao giờ. Dù sao thì các bạn ấy cũng đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi, chúng ta đang chờ kết quả tốt đẹp. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hà Mang. Mời bạn nam. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời em ngồi. Bạn có thể giới thiệu tên tuổi, nghề nghiệp, quê quán. Trước tiên em xin chào anh Bình Linh, chị Cát Tường và tất cả mọi người ở đây. Em tên là Trần Vương Thoại, năm nay 30 tuổi. Em là nhân viên media và tối thì em làm studio cưới. Lạ quá nha, kiểu gì vậy? Cái này hả? Do thằng hớt tóc nó hớt bị lỗi. Hả? À. Bị lỗi là cạo luôn vậy đó hả? Xui. Ủa đầu cọc hả cưng? Không, ai nói đầu cọc? Xém cọc thôi chị. Bạn nữ em giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh và chào quý vị khán giả. Em tên Lê Thị Vinh Kiều, em 26 tuổi, quê em ở Hậu Giang. Và em quản lý quán cà phê cho anh ở Biên Hòa. À, rồi là coi như là mình từ Biên Hòa lên đây xong rồi mình về Biên Hòa lại. Coi như hiện giờ là đang sinh sống tại Biên Hòa đúng không? Dạ đúng rồi, trước thì lúc đăng ký thì em ở Sài Gòn mà em mới xuống Biên Hòa mấy tháng này. Giờ giấc mình như thế nào? Tại em quản lý hậu anh nên muốn cũng tự do, không có ràng buộc. Em giới thiệu một chút xíu về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình. Dạ, điểm mạnh thì chắc em nấu ăn cũng được. Có lẽ là khả năng chịu đựng cũng cao. Chịu đựng gì? Ví dụ như buồn hay là sự kiên nhẫn á, nó chỉ như là trở ngại á thì em có thể chịu đựng được. Còn những cái nhược điểm của mình? Em không biết trang điểm. Em rất là dở trang điểm. Thôi. Chứ ăn mặc em cũng không biết ăn mặc luôn. Đẹp mà. Em ăn mặc như cũng men lắm. Men hả? Vậy bộ đồ hôm nay mặc là ai tư vấn? Mấy anh chị tư vấn. Đẹp mà, rất là đẹp, tự tin lên ha, không có vấn đề gì hết. Bạn nam trai. Mình quê chính bạn là đâu? Ở Bình Thuận. Trải qua mấy mối tình rồi? Ba. Ba mối tình rồi. Mối tình dài nhất là mấy năm? 3 năm. Lý do tại sao phải chia tay? Có một số việc không hợp nhau. Khi là 3 năm mà không có nhiều vấn đề không hợp là sao? Có nhiều cái tôi người ta quá lớn. Đấy, lúc trước thì quen thì cũng chưa gì hết, sau thì từ cái nó lòi ra. Bạn nữ thì sao? Thích tìm người bạn gái như thế nào? Trước tiên là biết tôn trọng ba mẹ của em, anh chị em và bạn bè của em. Và tôn trọng công việc của em. Rồi, tiếp theo là gì nữa? Quan tâm cho gia đình, sống hòa thuận được rồi, biết trên biết dưới được rồi. Nói hình thì ốm một xíu, dễ nhìn thôi chứ đừng có mập. Ủa tại sao lại ốm? Tại vì em là ốm rồi, mập nữa là thua. Mập tốt chứ gì đâu. Đỡ không nổi. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em chưa yêu, chỉ thích thôi. Mình em thích Đơn Phương thôi chứ em chưa yêu bao giờ. Ủa sao? Lý do tại sao ế? Dạ chắc có lẽ là em chưa thích với lại chưa tới duyên nên. Sở thích của em lúc rảnh rỗi thì em làm gì? Em đi với các bạn trong hội từ thiện á, là em cũng đi làm. Mình đặt ra cái mẫu người bạn nam mình cần tìm là người như thế nào? Và người ấy phải lớn tuổi nghe em, từ 30 rồi lên à. Bên kia 30 cũng giáp mí ha. Dạ, cũng chạc, cũng suy nghĩ tôn trọng mà đặc biệt là không bao giờ nói dối. Có nói dối điều không? Nào mình không thích nhất ở người đàn bạn trai? Dạ không ạ, có nhiều khi có nhiều cái mình nói dối tốt thì mình phải nói dối. Nói dối tốt là cái gì bạn? Như nhiều khi mình đi mình tổ chức một cái sinh nhật hay gì cho người ta mình sẽ nói dối. Làm cho một cái sự bất ngờ. Thí dụ như mình là nói thật thì tổn thương, mình hơi nói dối chút cho người ta không tổn thương. Theo như bạn, ranh giới đâu là cái nói dối chấp nhận và cái đâu là cái nói dối mà không chấp nhận? Thì cái ranh giới mà nói dối chấp nhận được thì những cái đó mà mình nói dối nhưng mà không có hại đến quyền lợi của ai hoặc là tổn thương đến ai. Còn những cái mà nói mà đụng chạm đến người khác, làm người khác tổn thương thì không tốt. Ra ngoài có ngoại tình và đánh chết cũng không khai, phải giấu tới cùng. Tại vì người vợ của mình mà biết được người ta sẽ bị tổn thương suốt đời, người ta mang cái nỗi đau đó hoài. Bắt tại trận trên giường cũng phải chối nữa, nó anh bị bỏ thuốc mê. Không có được chấp nhận. Bạn nghĩ điều đó như thế nào? Cái đó thì không chấp nhận được chị. Cái nếu mà hoàn cảnh thì chịu. Hoàn cảnh thì chịu. Nếu mà bị lừa thiệt thì chịu. Bị lừa sao được? Tội lao. Mà nghĩ bạn là ai mà người ta bỏ thuốc mê bạn vậy? Cái ngày xưa vụ Lan Điệp đó. Thì Điệp bị bỏ thuốc mê chứ bộ. Giang hồ hiểm ác rồi. Cái gì người hiểm ác. Hay quá ha. Cũng lành lắm ha. Bao lâu nữa đám cưới được? Thì bên đó thích khi nào cũng được chứ từng tất cả mọi thứ là em chuẩn bị xong, kể cả CV bé cũng có hết. Biết ta mà mập to cao thấp mà sơ rê có hết. Dạ em cho thuê đồ cưới. Thuê đồ cưới mà. Không thích cái gì ở người phụ nữ không?
thì em không thích những người phụ nữ mà chảnh chọe lè lẹt nhiều chuyện, là em không có thích. Chảnh chọe lè lẹt nhiều chuyện. Chảnh chọe là sao? Nói người này là khác mà qua tới người khác thì nói khác á. Cái đó là phải chảnh chọe. Hay nhiều chuyện. Cái đó là nhiều chuyện. Không phải nhiều chuyện, cái đó phải nhiều chuyện. Tôi gọi bà tám. Vậy tôi hỏi cái chuyện chảnh chọe là sao? Nói chung là chảnh như cho mình là giá cao á. Đẹp là có quyền. Em có thích người đẹp không? Người đẹp ai em thích chị? Ừ, đẹp là phải chảnh chọe, phải chịu nha. Em anh hỏi thiệt em câu này nha. Hồi nãy anh hỏi em có mấy mối tình để anh khẳng định là em có gọi là đứng nam nhi không á. Chứ nhiều khi thấy em yếu yếu sao á. Có thiệt. Có ai nói em vậy không? Dạ đúng rồi, tính em hơi bị hiền. Hiền cũng... Thật sự nha, nếu như một cái người nào mà họ nhìn vào họ cũng có thể nghi ngờ chút xíu nào đó về giới tính á, mình mạnh mẽ luôn xíu nữa. Rung quá. Rung quá hả? Nhưng không sao, mình là ông ba mối tình rồi mà, mối tình 3 năm được rồi ha. Để anh xem cô kia coi thế nào. 3 năm mà chưa có cầm tay kìa. Ủa? 3 năm có cầm tay chưa? Ai đồn ác nhơn vậy anh? Ừ mới nói kìa. Đồn ác nhơn quá. Chào em. Dạ. Nói tôi ác nhơn trời. Tôi thương quá à. Anh bên kia chắc dân biển mà. Hơi đen chút xíu. Cũng cá tính lắm, làm media là cũng ok. Dạ. Quan trọng mình nhìn nhau thôi nha. Đừng nghe lời chị Cát Tường nha. Này em đi có người thân không? Dạ có bạn em. Trước hết em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Phượng. Thì, cái gì? Chị Cát Tường, em xin lỗi. Lúc đầu tiên anh bắt bước vô thì em thấy anh là một người khá là cá tính. Anh khá chân chạc và em thấy anh rất hài hước à. Và nếu mà anh cần một người đảm đang thì chị Kiều là số 1 rồi. Mà hai người hợp với nhau không? Hai anh chị là một cặp thì em nghĩ là sẽ là một cặp hoàn hảo. Bạn Nam có đi với ai không? Em đi biển phòng luôn. Không, phòng dịch vụ cưới hả? Không, phòng đồng nghiệp của em. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Ngay từ đầu mà Kiều bước vô thì em thấy Kiều rất là hiền. Có cái nét nào đó giống như là Tăng Thanh Hà. Dáng người cũng mảnh mai, rất là hợp với anh Thoại. Hai người cũng mảnh mảnh với nhau á. Chỉ có một cái là bạn Kiều không có biết trang điểm. Nhưng mà không có sao hết á. Anh Thoại ảnh làm bên trang điểm, bên áo cưới rồi về cái này mình khắc phục được. Em nghĩ là hai bạn là một đôi ạ. Nhưng mà xác nhận là hồi đó có quen mấy mối tình thiệt phải không? Dạ có. Dạ. Chị tin em nha. Dạ. Ác nhân. Ác nhân thiệt, cảm ơn. Ác nhân. Chúng ta sẽ kéo màn nha, nãy giờ mình trao đổi cho nó thoải mái rồi. 2 phút để các bạn có thể trao đổi và chia sẻ tất cả. Cảm ơn. Với lại thí dụ như một ngày nào đó cưới nhau thì ba mẹ chồng á có một chút xíu gì đó mà nói on em thì em sẽ nghĩ như thế nào? Tức là em sẽ giải thích, còn nếu ba mẹ không nghe mặc định cho em là cái sai đó thì em nghĩ em sẽ im lặng chịu đựng á. Thì nhịn một chút cũng không có mắc mắc gì hết à. Sao mới vô câu đầu tiên mà hỏi câu khó quá vậy? Hỏi ngược lại, nếu anh thì sao? Tại em có em trai mà, nếu em trai của em không có thích anh thì sao ạ? Phải làm sao cho nó thích chứ, nói chung con trai không thích là làm cho nó thích dễ lắm. Như là... Ví dụ một cái. Chưa nói hết. À, nói hết đi. Ví dụ nó không thích mình, cái tính đó mình sẽ dặn nó đi chơi đâu đó, hay anh biết phải nắm được cái sở thích của nó là cái gì, mình đánh vô cái điểm yếu của nó là nó thích ngay thôi. À, dụ dỗ à hả? Là anh có thích đi làm từ thiện không? Lúc trước thì cũng thường đi lắm, mà nay không có thời gian để đi. Nếu em đi thì anh có cho không? Không, cái đó thì đi thì bình thường thôi. Sắp xếp công việc của mình xong mình có được đi. Anh có thích chụp hình không? Chụp hình quay phim là nghề của anh. À vậy hả? Em thích chụp hình. Mà ở bây giờ em ở Biên Hòa là ở khúc nào? À, gần ngã ba Thái Lan á anh. Cũng như hồi đó thì em thích ở Sài Gòn nên em muốn tìm một người là cũng ở Sài Gòn để có tiện hẹn hò. Nhưng mà bây giờ vì công việc nên em phải xuống tới dưới. Chà, dạ. Bây giờ hẹn hò sao hỏi ảnh coi. Và em vẫn lên xuống ở Sài Gòn chị. Với lại quản lý thì em nghĩ là đi tới lui nó cũng tiện. Em không có thích ràng buộc bất cứ một cái gì cả. Hát bài lấy tình cảm nhau ơi. Em hát khó nghe lắm nha. Kệ nó, nãy giờ nói cũng khó nghe. Hát hay không bằng hai nhát. Giấu ở bên cạnh em bao nhiêu chàng trai hơn anh. Anh chẳng sợ gì đâu, vì anh to bằng cả thế giới này. Nơi đó chỉ dành riêng cho em. Hát lại đi em. Quê ở Hậu Giang và em thích Tiền Giang nên hát bài Kiên Giang mình đẹp lắm. Trời. Hay quá ha. Chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng biển. Trời, nghe sóng biển cái quên hả?
lại 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 2, 3. Kiến nhân mình đẹp làm sao, bóng mây sánh đôi bóng. Thôi khó quá bỏ qua. Gương mặt em rất là phúc hậu. Lấy con này về làm ăn phát tài phát lộc dữ lắm luôn á. Nó câu gì thật tình cảm chúng ta đi đến quyết định. Dù sao đi nữa thì mình cũng hãy cho nhau một cơ hội để được chăm sóc nhau. Em nghĩ thì cho bao nhiêu con người thì mình gặp nhau thì đó là một cái duyên. Còn có nợ hay không thì có lẽ là tương lai sẽ quyết định. Chuẩn bị. Suy nghĩ lại thật kỹ, nghe nhịp đập của trái tim mình và quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Nghĩ sao mà tôi mai mối cho mà nói tôi thất nhân hả? Cho nắm tay đó. Đây là những chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có thời gian xem phim để tìm hiểu nhiều về nhau. Thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Rồi nắm tay dắt bạn gái đi coi phim. Trời ơi trời, nhỏ lớn có người mới nói em câu đó luôn. Ác nhân. Trời ơi trời, đau lòng. À, thưa quý vị, chúng ta đã gặp gỡ hai cặp đôi và họ cũng đã đồng ý hẹn hò với nhau. Chúc cho họ sẽ có một cái tương lai thật là hạnh phúc. Còn bây giờ chương trình đã hết thời gian phát sóng. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúng ta sẽ gặp nhau lúc 15h20 Chủ nhật và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta có thể theo dõi những thông tin trên fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò và xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media. Và đừng quên nhấn subscribe. Và bây giờ... Trời ơi, em phủ phàng với ông Mai quá vậy. Mời bạn Nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Em tự giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Cát Tường và em chào Nguyễn Quyền Linh. Em chào mọi người ạ. Em tên là Phạm Thị Ngọc Hà, năm nay em 27 tuổi. Hiện em đang là nhân viên văn phòng. À, quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Tiền Giang chị. Tiền Giang? Dạ. Rồi, để mình nghe bạn trai giới thiệu. À, xin chào Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường và chào tất cả mọi người. Chào bạn gái bên kia ạ. Mình tên là Minh Anh, năm nay mình 31 tuổi. Làm cho một công ty của Nhật ở tại quận Nhất, quê của mình ở Đồng Tháp. Cụ thể công việc của bạn là gì bạn? Công việc của em thì nó gọi là tư vấn nhân sự. Mà nếu mà trong ngành đó thì họ hay gọi là headhunt, săn đầu người. À, dạ. Tức là đi tìm những người giỏi đem về công ty đúng không? Dạ đúng rồi anh. Chắc có lẽ bạn giao tiếp rất là nhiều người nước ngoài, rất là nhiều đối tác đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Lý do tại sao chúng ta không tìm ra được một cái nửa yêu thương của mình ở những cái đối tác đó? Dạ. Thật sự là em giao tiếp cũng khá là nhiều nhưng mà chủ yếu là trên cái là công việc thôi. Bên cạnh đó thì cái công việc của em giống như là 50% là sale. Tụi em cũng phải chạy số, chạy target các thứ. Dành hơi nhiều thời gian cho công việc hơn. Công việc hơn? Dạ. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, đến thời điểm hiện tại chỉ có 3 thôi. Thôi chỉ có 3 thôi hả? Bạn gái bên kia đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, 2 anh. 2 hả? Dạ. Mối tình sau này là bao lâu rồi? Dạ, cách đây cũng khoảng 5-6 năm rồi chị. Tại sao 5-6 năm qua không có bạn trai? Có thể nói là một phần là do em khó mở lòng là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là con trai nó bây giờ em không tin tưởng lắm. Tại sao lại khó mở lòng? Vậy là cái mối tình đó để lại cho bạn cái vết thương gì hay là... Dạ đúng rồi, tại vì nói chung là tình đầu thì để lại nhiều cái tổn thương nhiều hơn. Tại vì mình phải mở lòng ra, thiếu gì cơ hội chứ mình cứ khép kín con. Dạ đúng rồi, có thể là do em một phần. Đúng không? Dạ, nên em mới là tìm đến chương trình này. Đúng rồi, bây giờ bạn mong muốn một người bạn trai như thế nào? Chung là em không cần là đẹp trai lắm nhưng mà thứ nhất là phải cao hơn em. Bạn cao mét mấy? Dạ em cao 1m60, gần 65. À, công việc ổn định, nói chung là nhìn có vẻ là nam tính mà kiểu đàn ông đó chị. Ủa chứ nhìn sao mà không là đàn ông em? Da hay âm ngâm phải không? Em nói cái kiểu mà nhìn hơi lạnh lùng một tí và... Bạn có cái mẫu người lý tưởng như ai không? Để cho nó dễ hiểu. Có thể na ná như là Quý Bình, cũng như Quý Bình. Ngâm ngâm, anh Quyền Linh cũng ngâm ngâm vậy. Dạ, nhưng mà anh Quyền Linh thì không phải mẫu của em. Sao vậy? Trời ơi, em phủ phàng với ông Mai quá vậy. Bạn không thích cái điểm nào ở người đàn ông? Người đó lề mề, xề xò, nhìn bề ngoài rồi nói năng thì ví dụ là cái kiểu mà lanh chanh đó chị. Có lề mề, xề xòa không bạn trai? Em thì cũng khá là ít nói, khá là kiệm lời. Và xề xòa thì em nghĩ là chắc là không. Anh cảm giác mình giống Quý Bình không?
chắc chắn. Da có đen không? Đen thì có chị. Ngược lại thì bạn trai thích một người bạn gái như thế nào? Thì em cũng không mong muốn gọi là bạn đấy phải là đẹp, xinh đẹp hay là thật sự cái đó, như cái đó thì rất là khó giữ. Em chỉ cần bạn nữ, cái nhất là có thể là sống thật. Và cái thứ hai là thật sự em cũng không thích những bạn nữ mà xe xua hay là nhuộm tóc cầu kỳ hay là đòi hỏi hay sống nghiêng về vật chất. Nhưng mà anh nghĩ cái này nè, nếu mà nào ông nghĩ vậy cũng tội nghiệp phụ nữ. Xe xua rồi trang điểm rồi cái chuyện đó chăm sóc rất đẹp thì người ta làm đẹp thôi mà. Dạ thì đúng mà. Làm đẹp. Anh ơi, nhuộm tóc cầu kỳ là sao anh? Tức là ví dụ là nhuộm vàng hay là... Mà tối tối được đúng không? Đúng rồi. Không thích gì nữa phụ nữ. Có thể nói thì là ví như là về phụ nữ mà không biết nấu ăn thì là một cái thiếu sót rất là lớn. Bạn biết nấu ăn không? Em nấu thì theo bạn em nhận xét thì là cũng là thật là ngon à. Nhưng mà không biết được nhiều món lắm thôi, chỉ là ăn trong gia đình thì ok. Sở thích của bạn là gì? Thường rảnh rỗi thì em hay nghe nhạc, hoặc là tụ tập bạn bè, đọc tin tức, xem phim. Hát hò gì không? Dạ hát hò thì lâu lâu cũng đi hát với mọi người trong công ty, bạn bè cũng hay đi hát. Hát hay okay. Không? Dạ em hát dở lắm. Làm thử phút cô dở cỡ nào. Nghe hát dở nghe không quý vị? Nghe luôn. Buồn quá hát dở gì khi lại vui. Nhưng thôi em hát dài câu mà mọi người đừng có chê. Rồi. Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào dân hương vương mái tóc xanh. Những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngây thơ. Dạ thôi nữa rồi chị. Dạ chào anh. Chào em. Dạ. Hát dở quá không ạ? Không có dở. Dở không, nó, dở mà nó thiếu. Nó lạc lỏng sao. Bây giờ bạn ghét con trai gì nhất nè? Keo kiệt hay là bủng xỉn hay sôi máu, người để ý từng ly từng tí này, cái nào em thích cái đó. Thì hỏi rồi. Keo kiệt, bủng xỉn. Em cũng chia sẻ thẳng là em hơi tính toán tí xíu. Tại vì thật sự là như những cái tài năng, tài lẻ gì em không có. Mà em có một cái em có rất là nhiều là nợ ngân hàng. Thì nên cho cái việc đó thì em phải cân bằng giữa cái tài chính, cái thu nhập của em để mà dành ra những cái khoản. Nhưng mà vay ngân hàng để làm gì? Dạ, mua nhà. Đúng rồi, cái này được. Dạ, tại vì tháng 6 này em sẽ nhận nhà nên... Nhưng mà khả năng thanh khoản nó tốt không? Dạ, rất là tốt. Đúng rồi, vậy là mình phải tính toán chuyện đó không sao chân. Chứ đừng có tính toán là phải chi người yêu nhiêu rồi này kia là không được ha. Không, lúc đầu nghe hơi sốc nhưng mà nghe cái mua nhà thì... Ồ, bên đây là dáng doanh nhân lắm nha, có khát vọng mãnh liệt nha. Mà nó nghe nè, bây giờ bạn có kế hoạch kết hôn chưa? Thật sự thì em cũng đã có một cái hỷ rồi, em cũng rất mong muốn là cái hỷ từ thứ hai sẽ ra trong năm nay. Là xong hỷ. Nhưng mà rồi cùng một lúc vậy mình có đủ tiềm lực để mình vừa lập gia đình rồi vừa nhà cửa vậy mình có lo nổi không? Em nghĩ là trong khả năng của em mà cũng được hỗ trợ từ phía gia đình. Vậy là quá tốt. Anh nghĩ là thế này nè, không đáng lo đâu. Bởi vì cái mà lo lớn nhất là cái chỗ ở. An cư là lạc nghiệp. An cư lạc nghiệp mà bạn đã lo được rồi. Mặc dù cái đó nó cũng có phải một cần thời gian nữa mới trả hết. Nhưng mà như vậy là bạn đã tính toán được thì bạn mới mua. Đúng không? Còn cái chuyện cưới hỏi thì nếu mà chúng ta yêu thì chúng ta cưới. Không, nhưng bây giờ chị hỏi là nếu cưới nhau thì mình là ở hai vợ chồng thôi hay là mình ở chung với ba mẹ luôn? Có thể tùy vào bạn gái. Thực sự là bên gia đình em thì cũng khá là thoải mái về chuyện này. Giống như là ở quê thì có thể lên Sài Gòn rồi ở phải một tuần, hai tuần rồi qua nhà chị. Cũng nhẹ nhàng ha. Rồi như là quyết định cưới được đúng không? Dạ đúng. Còn bên đây chính chắn đó. Không được, được. Ok, cái này được đó em. Hôm nay bạn trai đi với người thân nào? Dạ em đi một mình thôi. Một mình? Dạ. Bạn gái, mình có đi với ai không? Dạ em đi với sếp và mấy bạn em. Chào chị. Sếp thấy sao sếp? Hồi nãy giờ chị ngồi chị cũng quan sát em rất là kỹ. Tại vì thực sự ra trong công ty của mình thì mình luôn luôn chăm sóc các em như là gia đình. Và coi các em như là em của chị. Cho nên chị nãy giờ chị quan sát từ cái cách em nói chuyện cho cái cách em làm ở công ty như thế nào thì để chị so sánh thử coi em có phù hợp nhân viên của chị hay không. Theo như chị nhận thấy thì em rất là chững chạc. Nói chung là từng cách một và từng cách xây dựng cái tương lai mà chị rất là mừng. Tuy nhiên chị cũng rất là lo. Tại vì em quá chững chạc đi so với nhân viên của chị. Thì Hà ở đây làm với chị cũng đã rất là lâu trong công ty bất động sản. Đối với chị thì Hà là một cô gái cực kỳ tốt, rất tốt. Chị nghĩ là những cái điều kiện em đưa ra là Hà có hết. Và những cái điều kiện mà Hà đưa ra cho một cái bạn trai, chị nghĩ đối với Hà em là perfect, em là ok, em là rất tốt. Cảm ơn chị. Thì nói chung đối với chị mà nhân viên của chị cũng vậy. Tất cả bạn trai hay bạn gái tới, nếu chị tiên duyệt thì em đó sẽ bước tới. Thì ở đây chị nói ok chị duyệt. Có nghĩa là chị nói chị duyệt. Ok, cảm ơn sếp. Cảm ơn sếp ạ. Bây giờ mình cho hai bạn gặp nhau đi anh Linh ơi.
kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút nhìn thẳng vào mắt nhau, tận đáy mắt nhau, sâu thẳm trong tâm hồn để xem có cùng đập chung một nhịp tim hay không. Nào. Thì em chào anh. Chào bạn. Hồi nãy em có nghe anh nói là nếu mà quen bạn gái thì anh dự định là trong năm nay kết hôn. Hy vọng là có thể là cuối năm hoặc ra duyên. Em nếu mà quen bạn trai thì em dự định là chắc cũng khoảng là năm sau, 2 năm nữa. Okay. Thì cái khoảng thời gian đó ví dụ anh đợi được không? Thì cái đó cũng là cái thời gian thì nó là nó cũng không phải là giống như là bắt buộc là cái đó. Yeah. Ví dụ trong thời gian quen nhau có thể okay, mình cảm thấy nó phù hợp hay hợp với nhau, hay là cái tình yêu nó đủ lớn thì mình cũng có thể đi ngắn hạn hơn. Dạ. Anh có thích người con gái mà biết nói chung là biết nhậu thì rất là thích. Thì ok, em biết nhậu. Nói chung em cũng ngại vấn đề đó, tại vì thường đi làm thì giao tiếp nhiều thì cũng phải biết chút đỉnh, em sợ nhiều khi nam thì lại không chấp nhận vấn đề đó. Không, đối với mình thì rất là bình thường, cái chuyện đó rất là bình thường. Dạ. Vậy hai người dẫn nhau uống đôi ba chai. Chỗ này không phải chuyện nói về nhậu. Bây giờ mình nói thẳng về nhau đi. Anh gặp em thấy sao? Bạn có thể nói rất là đẹp và cái ấn tượng rất là ấn tượng. Lúc nghe nói chuyện bên đây và cái suy nghĩ của em thì nó cũng na ná nhau, nên gặp anh em cũng có chút là hơi động lòng. Hơi động lòng. Động lòng hay là tại sao rung động khác, động lòng khác nha. Tại vì bình thường bạn bè em hay nói mà em như vậy là em không được đẹp lắm, nhưng mà em đọc và lạ thì anh cứ từ từ tìm hiểu anh đi. Mình sẽ cố gắng hết sức để có thể tìm hiểu. Dạ. Hết thời gian. Hết thời gian. Thôi, sếp đã duyệt vấn đề hai bạn có duyệt hay không. Trái tim mách bảo điều gì? Suy nghĩ thật kỹ, lắng động lại xem nhịp đập của trái tim mình. 1 2 3. Nào, chúng ta hãy nắm tay để cảm nhận về nhau lần đầu tiên gặp mặt ở Bạn Muốn Hẹn Hò. Anh thấy tay em lạnh không? Tay anh cũng khá lạnh. Em hồi hộp từ đấy. Cá tính hơi mạnh nhưng cũng hồi hộp đúng không? Đó. Như vậy là có rung động đấy. Gặp người đàn ông của mình là mình vẫn yếu ngay thôi. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cảm ơn chị. Đây là những chiếc vé xem phim sẽ tạo cho các bạn những không gian lãng mạn nhiều hơn, để các bạn có thời gian tìm hiểu sâu hơn. Và mong một ngày không xa tôi được thiệp của các bạn để tôi gặp lại sếp của bạn. Chúc mừng các bạn nha. Thôi. Vậy mình có cái điểm mạnh nào không? Có tài năng gì không? Làm những công việc như nấu ăn, quản dẹp nhà cửa. Cái rồi thấy mạnh nhất rồi hả? Không, hai người thật là bản lĩnh đó. Mỗi người đều có một cái cá tính riêng. Nhưng mà anh nghĩ rằng là cặp này có thể tiến xa hơn. Hy vọng như vậy. Và bây giờ chúng tôi sẽ tiến tới với cặp đôi thứ hai, xem họ sẽ có cảm xúc như thế nào với nhau. Hả Mang? Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Bạn. Rồi bây giờ bạn nghe bạn nữ bên kia giới thiệu về mình. Rồi. Ha. Giới thiệu về mình. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào toàn thể quý vị khán giả. Em là Thủy Tiên và hiện tại em đang làm ngân hàng. Tiên bao nhiêu tuổi? Em năm nay 28. Em quê Quảng Nam. Rồi mời bạn trai. Xin chào Dương Tinh, chào anh Quyền Linh và chào Cát Tường. Chào bạn nữ bên. Em tên là Võ Văn Tùng, hiện là kỹ sư xây dựng, đến từ Quảng Nam. Ồ, cùng quê. Đi đồng hương rồi ha. Dạ. Ưu điểm và nhược điểm của mình? Hòa đồng, vui vẻ với tất cả mọi người. Trong công việc này kia thì em cũng cá tính, cũng tự lập. Về nhược điểm thì đôi khi em cũng hơi bị thiếu tự tin lắm. Mình ngại tiếp xúc với đám đông thôi, đâu phải là thiếu tự tin. Dạ. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Tìm hiểu thì tầm khoảng 1-2 à. Còn chính thức? Chính thức thì chưa chị. Wow. Bởi vì theo cái quan điểm về tình yêu của em là hợp sau đó yêu rồi hiểu mới cần. Khi mà em nhìn một người nào đó cảm nhận là thích nhau hay là có cùng tần số với nhau. Dạ. Chị hiểu rồi. Mà hồi đó giờ chưa thấy ai cùng tần số với mình hết. Mới ra không phải thôi. Không phải chị, tại hồi trước đó là em nhí nhố lắm, em ham vui thôi, em không có suy nghĩ về cái chuyện yêu đương. À. Rồi bây giờ bạn ở đây với ai? Dạ em ở với lại gia đình anh chị họ bên ngoại.
Mình làm xong ở đây mình muốn về ở Quảng Nam hay là mình lập nghiệp ở đây? Hướng của em là về Quảng Nam, về Đà Nẵng anh. Mình hỏi luôn bạn kia là nếu như chúng ta đồng ý hẹn hò, chúng ta tiến đến xa nữa, bạn có đồng ý về Quảng Nam, Đà Nẵng hay không? Mục tiêu về nghề nghiệp của em thì em dự định là em làm ở trong cái Sài Gòn này, rồi về mà chuyện sau này nghỉ ngơi này kia hoặc là về hưu thì em mới có dự định là về lại Đà Nẵng, Quảng Nam. Về Đà Nẵng sống đúng lắm bạn ơi. Nói chung cuộc sống thì nó sướng, nó an nhàn, nhưng mà vấn đề là nó không có sôi động, nó không có năng động như ở trong Sài Gòn, nó không có phát triển được hết bản thân con người mình. Bạn nói vậy nhưng mà biết đâu ví dụ như bây giờ bạn kéo màn lên mà gặp một cái đối tượng mà bạn đúng hết ý của bạn, đúng hết chuẩn của bạn đưa ra, trái tim bạn đập rộn ràng thì bạn có thay đổi cái quan điểm đó không? Nói chung cái đó thì phải bàn bạc lại nữa chị. Nhưng bây giờ thí dụ bạn nữ á không chịu về, rồi bạn có chịu ở đây không? Cái hướng này hướng như vậy nhưng mà chưa biết được. À, cái này các bạn phải suy nghĩ nha. Bạn trai muốn tìm mẫu một người bạn gái như thế nào? Ngoại hình thì cũng không quan trọng lắm, nhưng mà quan trọng là cái nội tâm, cái tính tình sống theo chuyện và biết quan tâm và chăm sóc gia đình giữa hai bên cân đấu cho nó hài hòa. Bạn không thích điều gì ở người phụ nữ? Chanh chua, cảm ràm. Như vậy. Bạn nữ mình thấy mình là người có chanh chua cảm ràm không bạn? Không chị. Bởi vì theo quan điểm của em là mỗi người người ta sẽ có một cái quan điểm riêng, thì em không bao giờ mà áp đặt họ, áp đặt người ta. Nhưng mà vấn đề là em, cái quan điểm của em thì em vẫn chia sẻ, thì chia sẻ ra mà cảm thấy mà dung hòa được thì tốt, còn không dung hòa được thì em yên. Mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Cái mẫu bạn trai của em á, thì đầu tiên là phải có chính kiến, phải có trách nhiệm, tự lập. Điều gì bạn không thích ở người bạn trai? Phong kiến. Không phải, đại khái là gia trưởng. Chiếm hữu. Chiếm hữu là sao? Có nghĩa là kiểm soát quá mức cái chị. Phải tôn trọng lẫn nhau. Để mình hỏi cái bạn trai này có gia trưởng không nha. Em có gia trưởng không? Dạ không chị. Hạnh phúc gia đình là điều quan trọng. Mình nếu như mà người con trai mà gia trưởng thì em nghĩ là một cuộc sống con vợ chồng thì phải hài hòa. Người vợ phải hiểu và người chồng phải hiểu, phải quan tâm, phải chia sẻ những công việc với nhau. Vậy mình có cái điểm mạnh nào không? Có tài năng gì không? Làm những công việc nhà như nấu ăn hoặc là dọn dẹp nhà cửa này kia. Nấu ăn ngon không? Nấu ăn được món gì? Dạ em nấu được tất cả các món bình thường. Cái đó là thấy mạnh nhất đó hả? Dọn dẹp nhà cửa nấu cơm á hả? Rảnh rỗi thì mình hay làm gì. Bây giờ cái vấn đề tôi đang lo ngại cho bạn á, bạn thấy tôi thấy rất là được hết trơn rồi đó. Bạn nữ bên đây cũng được nữa, mà cái vụ đó đó, rồi bạn có tự tin bạn thuyết phục được bạn ấy đi về quê với mình không? Dạ không, cái đó em cũng đang bị phân vân nhiều lắm, nhiều ái lắm, nhưng mà chắc em dễ hỏi ý kiến ba mẹ. À, hỏi ý kiến ba mẹ hả? Em suy nghĩ thế này, cái gì về gần nhà, có gì là chăm sóc ba mẹ này kia. Chứ còn nói chung là hướng lập nghiệp thì chỗ nào có công việc ổn định tốt thì mình... Đúng rồi. Rồi được rồi, chị hiểu rồi. Bây giờ mình có tật xấu nào không? Mình nói luôn trước khi gặp gỡ bạn bên kia. Hơi thiếu tự tin trước những mà bạn gái mà ví dụ đặt vấn đề tình cảm, rồi không có biết quản lý vấn đề chi tiêu tiền nong, rồi mình chi tiêu nó hay bị. Cái này dễ về nhờ quản lý không sao đâu. Rồi không sao. Dạ. Hôm nay bạn có đi với ai không? Dạ em tới với lại anh họ em. Anh họ. Em chào anh Huyền Linh và chị Hữu Tường, chào tất cả mọi người trong rừng quay. Nãy giờ cái chi tiêu của Tùng đưa ra thì em nghĩ là bạn gái rất hợp lý. Sau này có về ở quê ở hay không á là cái vấn đề không quan trọng. Giữa hai người đã quen biết rồi sau mình tính toán với nhau, thì đâu phải là mình đi về trực tiếp mình ở nhà với cha mẹ đâu. Nhưng mà khi mình về đó ở Đà Nẵng, có thể hai đứa có một cái công việc đó ổn định, lâu về thăm cha mẹ, đó cũng đó là cách chăm sóc nữa rồi. Đúng rồi, anh nói đúng đó. Bạn gái mình có đi với ai không? Em đi với sếp và mấy bạn đồng nghiệp của em. Rồi, chào sếp. Alo, chào chị Cát Thường, chào anh Quyền Linh. Sếp, nhân viên dễ thương như vậy mà trong công ty không có ai để làm mai cho cổ hả sếp? Tính chất công việc là làm sale khá là bận, mà tính cách của bạn thì cũng hơi đặc biệt, cho nên là có thể là chưa gặp được cái người một nửa của bạn. Thấy người này có thuộc dạng người đặc biệt luôn. Về bạn thì mình xin nhận xét chút xíu. Tiên có nói là Tiên có thích một người có chính kiến và cũng muốn có một cái sự nghiệp rõ ràng và cuộc sống ở Sài Gòn. Nhưng mà về phía bạn thì mình thấy là bạn vẫn chưa có quyết được cái đó và đồng ý với quan điểm với anh họ của bạn là cái này thì có thể là hai đứa sau khi nào mà quen nhau á thì sẽ có thể những cái tính toán sau này. Còn về bạn thì mình cảm thấy là bạn có vẻ là chưa có strong lắm, chưa có mạnh mẽ lắm, nhưng mà không biết là khi Tiên gặp bạn thì Tiên sẽ feel như thế nào, thì có cảm nhận riêng của Tiên, nhưng mà mình vẫn mong là hai bạn vẫn có thể đến được với nhau. Vâng, cảm ơn. Ừ. Cảm ơn sếp ạ. Hơi nhút nhát, nãy là cái điểm yếu của ảnh mà. Tôi xem có về Quảng Nam không nha. Ồ, em.
bạn cần điều gì ở người đàn ông? Đạo đức tốt. Cái này bên đây dư luôn. Phải có chính kiến. Dạ, mà phải có chính kiến nói bên chung. Bên đây chưa chính lắm, có kiến thôi, ý kiến thôi. Cái mà em quan tâm nhất thì vẫn là tính tình thôi, còn những cái khác thì bàn luận được ha. Tính tình ok, anh này được hết. Cái vấn đề khó ở cặp này bây giờ làm sao cho họ gặp mặt nhau đây, đây, cảm đây. Xúc mới giải quyết được. Đừng có nhút nhát nữa, giờ mạnh mẽ lên đàn ông mà. Kéo màn. Rồi kéo màn lên. Nào, hãy mạnh mẽ nói lên những suy nghĩ của mình. Cảm ơn quà. Cảm ơn. Ủa, quá khó nói. Vậy. Ủa, anh thấy em như thế nào? Tắt gì em dễ thương. À dạ. Còn gì nữa không anh? Dễ thương còn gì nữa không kìa, nói tiếp đi. Mạnh mẽ lên. Còn gì nữa ta? Trời, còn gì nữa ta sao là sao? Theo qua quan điểm của em về tình yêu và là hôn nhân như thế nào? À, thì em quan điểm của em là hợp yêu hiểu cần, nói chung là thì ban đầu phải là có hợp nhau về tính cách, hợp nhau về quan điểm sống, nói chung là đầu tiên là phải hợp nhau về cái gì cái tính tình. Đúng rồi. Là sau đó mới tiến đến là yêu, rồi mới đến những cái khác. bình tĩnh hít thở sâu. Hai người này hơi bối rối trước nhau quá nha. Không. Cái cảm giác của em về khi gặp mình là như thế nào? Người quản thì em vẫn có cái cảm tình với người quản. Có sao mà cứ cười hoài, gặp anh em mắc cười quá. Sao vậy em? Dạ. Bạn có tin vào cái cảm giác đầu tiên khi hai người gặp nhau? Cái đó thì tiên tin. Khi cũng có đi quen hẹn hò với người khác á, thì không có chắc chắn, và lại người ta cũng không chắc chắn với mình, nên cảm giác mình sợ lắm, bây giờ dám nên cái sợ đi tán gái vậy. Bây giờ thấy tim mình sao? Dạ, tim nãy vô đây đập mà giờ thấy rồi. Tim ngừng đập rồi hả? Không có thấy hết luôn cái gì. Không còn rung động gì nữa. Không hả? Biết nhưng mà có cái cảm giác thì sao, tự nhiên nó tự tin vậy. Nhưng bây giờ cô ấy quyết định ở thành phố luôn, anh có ở đây lập nghiệp luôn không? Chắc cái này hỏi ba mẹ. Phải suy nghĩ lại. Chứ bây giờ mình đưa ra cái quan điểm như thế đó mà giờ mình thay đổi một cái rọc thì cũng... cũng kỳ ha. Yeah. Chứ mặt thật ra trong bụng là muốn ở lại Sài Gòn luôn rồi đúng không? Tôi nhìn thấy cái tim đen của bạn mà. Bạn nam hãy tỏ tình với bạn gái đi. Mình đưa ra quan điểm là một cái là theo ý kiến của bạn là mình sống ở Sài Gòn một năm, rồi một năm sống ở ngoài đó thử như thế nào, thế mà không thích ngoài đó hoặc là không thích trong này. Đâu có vậy được đâu anh. Cái đó đâu được, bởi vì hả, ví dụ như một khi mà anh đã xác định ở đâu thì anh phát triển cả sự nghiệp, cả con cái, cả tất cả mọi thứ nó ở đó. Chứ giờ anh bảo về Sài Gòn ở năm, rồi về Đà Nẵng ở năm, lang cũng khó lang thang tiêu bạc thì sao được. Vậy nó tan tác luôn rồi. Tự nhiên đang làm ăn để phát triển, cái về là Quảng Nam cái te tu quay trở đây rồi te tu luôn. Ôi quá, quýu nói nhiều quýu. Rồi chứ một nhan sắc lộng lẫy vậy giờ đuối rồi. Bây giờ bạn nữ nói một câu nào đó. Thì gặp anh thì coi như là cũng có cái duyên. Thì nếu như mà không có mà tiến xa hơn được thì mình làm bạn bè này kia cũng không có sao. Rồi, hết thời gian. Có bấm nút hay không? Tùy thuộc vào trái tim của mình mách bảo. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Tại sao bạn lại không bấm nút? Quan niệm, tính tình có vẻ cũng chưa có hợp. Thực sự nếu tôi là người phụ nữ thì tôi sẽ cảm nhận tất cả những cái thật của anh trai này. Anh ấy rất là thật nhưng mà hơi nhút nhát. Đôi khi mình không biết diễn tả cái ý mình như thế nào. Cái tình yêu quê hương của anh quá lớn. Cái điều đó chúng tôi rất là trân trọng anh ạ. Bây giờ thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn sớm sẽ tìm được nửa yêu thương của mình. Dạ. Tiếc nha, anh chàng cũng dễ thương, cũng hiền lành mà. Có hơi nhút nhát chút xíu. Nhút nhát cũng không phải là một cái tội. Nhưng mà đôi khi nhút nhát
cũng không có lợi mấy trong tình yêu. Thật sự cô gái cũng đúng thôi, vì cô cảm thấy chưa rất yên tâm ra. Bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết. Có lẽ là chúng ta phải nói lời chào tạm biệt. Quý vị có thể theo dõi thông tin trên kênh fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò và xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media. Và đừng quên nhấn subscribe. Xin chào.